TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn TV256 nha. TV256 muốn chia sẻ đề tài về người mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân đó. Cô ta đó kêu gọi rằng là phải bỏ tù hình sự những cái người mà gọi là bôi nhọ lãnh đạo. Thì rất có nhiều bài báo rồi là đưa lên cái tiếng nói của cô ta. Chào bạn Nguyễn Văn Khang nha. Thì TV thấy đây là một cái điều mà mình cần phải lên tiếng. Thứ nhất á, thứ nhất á là khi mà gọi là lãnh đạo á, thì chúng ta biết rằng là một cái người lãnh đạo đó là do người dân bầu ra. Chứ sự thật đó, TV thường nói với anh chị em đó là mấy tên mà cầm quyền chứ không phải là lãnh đạo. Cầm quyền đó là những người mà không do dân bầu ra thì gọi là cầm nhà cầm quyền, chứ lãnh đạo thì thường thường là lãnh đạo là do người dân người ta bầu ra thật sự. Còn cái đất nước chúng ta đó hoàn toàn là không có bầu cử tự do. TV nói thẳng như vậy, nó chỉ làm cái trò cười cho thiên hạ thôi. TV nhớ mà thời mà tổng thống mà Ronald Reagan đó, năm 1980 là ông đắc cử tổng thống, thì nó có một cái câu chuyện rất là vui, rất là vui cười đúng không? Thì ông tổng thống Reagan này, ông thường thách thức những cái chế độ cộng sản. Thì ông thách thức Liên Xô đó thời đó là Brezhnev là chủ tịch nước của Liên Xô, cũng là tổng bí thư nữa. Thì ông Reagan đó, ông mới nói như thế này, đại khái rằng là nước Mỹ này rất là có tự do, mọi người dân Mỹ đều có quyền gọi là chửi tổng thống, có quyền gọi là nhục mạ tổng thống, gọi là cả luôn cả chửi tục tiểu luôn cũng được nữa, không có ai bắt hết đó. Thì từ cái câu mà thách thức của ông tổng thống Reagan đó thì báo chí nó pha một cái trò rất là vui. Thì nó ở cái tiếng nói này là báo chí nó nói đó, ở bên Nga đó, ở bên Liên Xô cũng vậy, mọi người dân đi Liên Xô đều có quyền gọi là chửi tổng thống Reagan hết. Mọi người dân Liên Xô đều được quyền chửi tổng thống Reagan đó, phải không? Thành ra ở bên Liên Xô chúng tôi cũng quá tự do luôn, cũng đâu có ai mà bắt là những người dân Liên Xô mà chửi gọi là tổng thống Reagan đâu đó. Trong câu chuyện nó rất là khôi hài, nhưng mà nói cho chúng ta biết rằng có cái chuyện nó đau lòng ở trong nước mình mà hiện giờ xảy ra, mà cô đó là đại biểu quốc hội nữa, đại biểu quốc hội mà đề nghị với quốc hội rằng là phải làm ra cái luật để mà đưa những người mà chửi những người mà cầm quyền đó đó bỏ vào tù, mang phải cái tội mà hình sự. Dạ chào bạn lấy lại miền Nam nha. Cảm ơn quý anh bạn đã tham dự chương trình nói chuyện của TV256 ha. Đó thì chuyện mà khôi hài đó, thì TV muốn chia sẻ với quý anh chị đó là nói thật á, cái đất nước mình nó đau thương, nó tận cùng luôn. Là bởi vì đó, có 2 triệu người, theo cái ước tính của Liên Hiệp Quốc là tới 2 triệu người vượt biên vượt biển. Cái làn sóng nó kinh hoàng lắm, nó ảnh hưởng toàn thế giới luôn, cái làn sóng vượt biên như vậy. Thì trong 2 triệu người đó là có 500.000 người phải chết ở dưới biển rồi, 500.000 người đó.
cái con số mà ước lượng của Liên Hợp Quốc là vậy, coi như là cỡ khoảng 1 triệu người, 1,5 triệu người là thoát được cái chế độ cộng sản thôi, mà không có bị chết thôi. Vậy là chết vì hải tặc, chết vì ghe tàu nó chìm, đủ thứ hết, bão ở giữa biển mà, rồi không có thức ăn, rồi đói khát, rồi người ta đó còn ăn thịt lẫn nhau nữa, nó ghê như vậy đó, nó kinh hoàng lắm. Nó cả thế giới gọi là ảnh hưởng sâu đậm, là cả thế giới luôn. Và TV có thể khẳng định với anh chị em rằng là tại sao cộng sản sụp đổ, tại sao cộng sản sụp đổ là nhờ có ông tổng thống Reagan đó. Ổng gọi là ổng theo cái sự mà tị nạn của người cộng sản như vậy đó, là ổng có một nói một câu đó mà hồi xưa đó là ổng nói một cái câu rất là quan trọng, là ổng không biết rằng là sau khi mà cộng sản chiếm năm 1975 đó, là cả nguyên một cái thế hệ về sau hàng trăm năm sẽ bị tăm tối. Đó là lời nói của ông Reagan. Thành ra đó, ông Reagan nói thiệt là ổng biết cái tình trạng cộng sản nó tàn ác như thế nào. Thành ra ổng rất là hỗ trợ những cái người mà tị nạn cộng sản, những người tị nạn cộng sản. Thành ra chúng ta thấy đó, có cái bài mà TV nhớ mình có đọc qua, Richard Digest nói về Long Trek to Freedom, là trên một cái con đường gọi là tìm kiếm tự do của anh Lý Tống. Anh Lý Tống á, là anh Lý Tống gọi là qua gọi là 5-6 quốc gia để mà tìm kiếm được tự do, và anh Lý Tống được bằng khen của tổng thống Ronald Reagan đó. Đó thì có sự việc nó xảy ra như vậy đó. Thành ra đó, TV có thể khẳng định đó, tại sao cái chủ nghĩa cộng sản mà nó sụp đổ bên Liên Xô. Bên Liên Xô đó sụp đổ là bởi vì cái lời thách thức của ông tổng thống Reagan. Ông tổng thống Reagan ông nói rằng phế bỏ cái bức tường Berlin đi, rồi tôi thách ông Gorbachev ấy, gọi là đạp đổ cái bức tường Berlin đi. Đó, ông Reagan nắm thách như vậy. Và đến lúc rồi cái ảnh hưởng cái ông Reagan đó là làm cho cái chế độ cộng sản nó sụp đổ hoàn toàn luôn. Đó, cái công việc nó xảy ra như vậy đó. Thành ra cái chế độ, những cái chế độ cộng sản nó sụp đổ tương tự, nó giống như domino vậy, hàng chục quốc gia rồi là cộng sản sụp đổ hết, trong đó có Romania, là Poland, rồi Hungary, đại khái là mấy chục quốc gia cộng sản sụp đổ toàn bộ. Là ảnh hưởng đó là tại sao, là do cái vấn đề tị nạn của người Việt Nam mình. Chính người Việt Nam mình đã làm chụp sụp đổ cái chủ nghĩa cộng sản. Nếu mà mình nói không có qua đâu, tại vì nó ảnh hưởng khắp toàn thế giới rồi. Ở bên Pháp người ta cũng đưa ra những cái con tàu để là cứu người tị nạn. Bên Pháp, bên Mỹ, cái người tị nạn nó hàng bao nhiêu triệu người, 2 triệu người, mà nó đi khắp tất cả quốc gia, rồi Ba Lan, Phi Đông, rồi Mã Lai Á, rồi Singapore, nước nào cũng gọi là vớt người tị nạn ở giữa biển để đem về nước họ. Thành ra người tị nạn gọi là đi khắp toàn thế giới, gọi là mấy trăm quốc gia người tị nạn đều có mặt. Thành ra chúng ta biết rằng là cái lịch sử đó, cái lịch sử đấu tranh đó của người tị nạn đó, họ chết như vậy đó, nó làm cho cái cả thế giới căm phẫn, là biết rằng đó là cái chủ nghĩa cộng sản nó vô cùng ác độc, nó muốn làm tạo nên một cái làn sóng tị nạn gọi là 2 triệu người vượt biên vượt biển như vậy, và làm tổng thống gọi là Reagan phải gọi là thách thức Gorbachev là anh có ngon đó thì anh tháo cái bức tường Berlin đi, thì để cho dân Đông Đức được sung sướng, được mọi người được gọi là nước Đức gọi là một. Và từ đó đó
nếu có vụ mà xảy ra, tại vì đó nền kinh tế của cộng sản thì nó không thể nào phát triển được. Vậy là mỗi người làm việc thì là lãnh lương đồng ngon như nhau, rồi làm sao mà phát triển được cái nền kinh tế là tập trung là xã hội như hiện tại chúng ta thấy đó. Thời Việt Nam, thời mà sau khi Việt Nam sụp đổ đó, đó cộng sản cũng áp dụng nền kinh tế gọi là tập trung như vậy, thành ra mới sụp đổ. Nó đơn giản như vậy, không có ai chịu làm việc thì cái nền kinh tế mới sụp đổ. Thì Liên Xô đó, tất cả thế giới đều thấy rằng cái nước Liên Xô đó là cái mang cái chủ nghĩa của cộng sản, thành ra đó cái ông Gorbachev đó, ông mới ký, ông ký là giải tán đảng cộng sản Liên Xô, thành ra mới đưa thành những nước nhỏ. Chào bạn Daniel Đặng nha. Thành ra đó mình nói không ra đâu, người Việt Nam đó đã giải thoát được cái chủ nghĩa cộng sản, gọi là cứu nguy, gọi là mấy chục nước ở bên Đông Âu, trong đó có Liên Xô rồi có Ba Lan, đủ thứ hết, mà rất không có may mắn là làm cho sụp đổ cho cái nước mà tàu với Cuba với Bắc Hàn thì không có bị sụp đổ. Nó là may mắn cho cái bọn cộng sản như vậy, chứ sự thật thì nó phải sụp đổ đấy. Tại vì chúng ta thấy cái cuộc mà thiên an môn mà hàng triệu người, mà hàng triệu người biểu tình như vậy, mà rốt cuộc nó tàn ác, nó giết hết tất cả những người biểu tình. Thì TV hỏi quý anh chị em đã thấy cái đảng cộng sản này nó hành xử như thế nào, tội ác nó nằm ở đâu, tội ác 500.000 người chết ở ngoài biển Đông đó, ai phải trả ra cái tội ác này? Chúng ta thấy có một cái nhà cầm quyền nào đó mà xin lỗi đồng bào không? Cái tội ác đó là từ cái thời mà Lê Dũng mà làm tổng bí thư mà. Lê Dũng rồi đến mấy cái thời kỳ sau nữa, tất cả những người cầm quyền đó có khi nào mà xin lỗi dân về cái tội ác đó không? Họ chẳng những không xin lỗi dân, họ còn đặt cái tên đường là Lê Dũng nữa. Họ đặt tên đường Lê Dũng đó, mà ngày nay đó báo chí gọi là đưa ông Lê Dũng lên trên bay gì đó, là coi như là một người gọi là công thần, gọi là giúp nước. Quý anh chị em thấy cái điều đó là thô bỉ không? Ông tổng phú tổng ông Nguyễn Phú Trọng, ông tổng bí thư, ông phải có trách nhiệm đối với cái vấn đề này, chứ không phải là không phải là ông nói rằng là ông là lãnh đạo rồi người ta không có được bôi nhọ ông. Mà chúng ta nên nhớ đó, ở bên nước Mỹ đó, nó có cái vấn đề là những người mà nổi tiếng đó, giống như là tổng thống hoặc là kịch sĩ hoặc là những cái người mà người ta gọi là của quần chúng, nó gọi rất rất ngắn gọn là public figure, thì mấy cái người cầm quyền ở Việt Nam giống như là thủ tướng, chủ tịch nước là người của quần chúng. Người của quần chúng thì người dân có quyền phê bình, chứ người quần chúng là đặt ra những cái chính sách mà sai lầm, những chính sách mà người dân thấy tầm bậy, nó không hợp cho đất nước, làm cho khổ dân, thì người ta lên tiếng phản đối. Thành ra hết tất cả chúng ta thấy đó, cái tội ác nó không phải nằm ở người dân, người dân chỉ là nạn nhân thôi, mà cái tội ác nó nằm ngay cái chỗ đảng cộng sản. Cái đảng cộng sản gọi là tiếng quyền, chưa bao giờ có một cái cuộc bầu cử tự do hết, mà chưa bao giờ đặt ra những cái luật pháp gọi là tốt đẹp cho người dân hết. Đó là cái nhà mà gọi là cầm quyền như vậy, họ có tiếng tăm mà họ mang cái chức thủ tướng, họ mang cái chức chủ tịch nước, mà họ làm sai lầm á thì người dân có quyền phê phán chứ. Bởi vì nước Mỹ nó hay chỗ đó là khi mà những người mà lãnh đạo của nước Mỹ đó, khi mà họ làm sai đó thì họ bị cái tiếng phê phán của người dân và họ chấp nhận, họ lắng nghe. Mà nhiều khi mà người dân mà phê phán đúng đó
họ còn còn vinh danh những người đó, hiểu không? Dũng, cũng như bà Rosa Parks mà TV có nói đến quý anh chị Nga đó, bà chống lại cái luật mà luật kỳ thị Sanders chỉ có cho người Mỹ trắng thì được ngồi thôi, còn Mỹ đen thì đợi mà không có ghế thì Mỹ đen mới được ngồi, không có người ngồi thì Mỹ đen được ngồi, còn Mỹ trắng ngồi thì Mỹ đen phải nhường chỗ. Luật lệ nó rất là vô lý, nó rất là bất bình đẳng giữa con người với con người. Thế là bà Rosa Parks bà nhất định bà không nhường chỗ, mà rốt cuộc bây giờ bà là trở thành một người vĩ nhân của nước Mỹ. Bà là người Mỹ đen mà bà trở thành vĩ nhân của nước Mỹ là bà dám chống lại những cái luật bất công như vậy. Ngày hôm nay cộng sản cố tình gọi là muốn đặt ra cho một cái luật bất công như vậy, một cái luật mà không thể nào phát triển cái đất nước được. Làm sao phát triển đất nước được? Chính vì cái người cầm quyền đó, họ mới thấy được cái luật pháp nó sai trái, họ sửa đổi. Người dân phản ảnh, cái luật pháp này sai trái rồi, người dân phản ảnh, nhà nước sửa đổi. Thì từ đó nhà nước nó mới rằng là phát triển được. Giống như hiện tại mà chúng ta thấy mà cái vụ mà cướp đất của người dân đó, dồn thấy là cái luật nó sai quấy liền. Một cái luật 53 thì ở trong hiến pháp thì nói là đất đai là thuộc sở hữu của toàn dân. Tự nhiên cái luật 54 nói là người dân chỉ có quyền sử dụng trên cái mảnh đất của mình thôi, sử dụng cái mảnh đất mình thì cái quyền sử dụng thôi chứ không phải làm chủ. Thì tự nhiên nhà nước là muốn cướp đất dân thì cũng cướp đất, làm sao mà nó đất nước này mà nó tốt đẹp được. Thành ra đó chúng ta bị khủng hoảng toàn bộ, khủng hoảng toàn bộ vì cái luật pháp sai trái của cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này. Tại họ đó, họ không có bầu cử tự do, họ chống lại với những cái điều mà tự do ngôn luận của người dân. Sự thật đó, người dân có quyền gọi là chửi nhà nước, người dân có quyền chửi chủ tịch nước, người dân có quyền thóa mạ luôn cả chữ thời nữa. Cái đó là nó nằm ở trong cái quyền tự do ngôn luận ở điều 25 hiến pháp. Cái quyền tự do ngôn luận nó rộng lớn lắm. Có thể cá nhân TV chửi một người bạn của mình đi, thì cái đó có thể kết tội TV, hiểu không? Nhưng mà nó cũng không thuộc về hình sự nữa, nó về dân sự thôi chứ nó không thuộc về hình sự nữa. Ví dụ mà TV chửi người đó, chửi mà vô lý cũng không được, TV đồng ý. Nhưng mà khi mà anh đã là người của quần chúng rồi á, thì phải chấp nhận những cái lời chửi của quần chúng. Còn người bình thường mà TV người ta không có làm gì, mình tự nhiên mình chửi người ta thì quả thật là mình có cái gì vấn đề rồi, phải không? Nhưng mà nó thuộc về civil law thôi. Civil law thì nó không phải là criminal, nó không phải là tội phạm. Cái civil law là nó tội về dân sự đó, cũng là tội, nhưng mà nó về dân sự nó nhẹ hơn nhiều lắm. Thì khi mà dân sự mà một người này mà chửi người kia thì luật pháp bên Mỹ đó, nó có thể nó phạt tiền, nó phạt bồi thường cái danh dự bằng cái đồng tiền. Khi không mình chửi người ta ngang cớ đâu có được. Mà TV thấy đó, những cái người mà bước vào cái căn nhà mình mà comment đó, là họ chửi trước tiên nè. Mà comment mình đâu có thấy mặt mũi cái gì đâu, mà cái chuyện thì nó nhỏ nhặt, thành ra mình đâu có thưa kiện làm cái gì. Chứ sự thật bên luật pháp Mỹ đó, nó không có cái gì vấn đề mà chửi như vậy. Chửi như vậy là xúc phạm người ta đó, là có thể dính đến cái những cái vụ mà thưa kiện để mà đồi thường thiệt hại. Nội mà biết bao nhiêu cái tòa án nó đã xảy ra ở bên nước Mỹ rồi, là người ta
chỉ cần chụp một chút xíu thôi, nói mày là cộng sản là đã đưa nhau ra để là bồi thường danh dự rồi đó, mà bồi thường danh dự bằng một cái giá rồi là rất là nặng, có thể $1 triệu, $2 triệu, nó kinh hoàng như vậy đó. Thành ra làm nhà báo mà ở ở bên Mỹ cũng chưa phải là dễ đâu. Nhà báo mà viết bậy bạ mà chụp mũ người khác là cộng sản đó, nó nhờ luật sư nó kiện nó bồi thường danh dự là gọi là bán tán gia bại sản luôn. Là cái đó đó, là giữa những cá nhân với nhau đó thì mình có luật pháp là mình không có được chửi như vậy, mình xúc phạm cái danh dự người ta như vậy. Còn giữa mà cá nhân mà với nhà cầm quyền là nó khác xa đi. Nhà cầm quyền là phải chấp nhận cái sự mà phê bình của người dân, tại vì nhà cầm quyền đặt ra luật pháp mà, đặt ra luật pháp rồi thi hành luật pháp nữa, mà nhà cầm quyền nổi tiếng nữa, ai cũng biết hết mà. Bây giờ nhà cầm quyền mà đưa ra những cái luật pháp như vậy, cái làm người dân khổ sở quá thì người dân phải lên tiếng ta thán. Là người dân có cái quyền tự do ngôn luận như vậy, không có thể nào mà cấm dân mà đi ta thán chính phủ đó, rồi coi như là bây giờ đó phải đưa ra quốc hội đưa vào cái điều luật gọi là hình sự, gọi là nhục mạ lãnh đạo là coi như là bị phạm tội hình sự rồi bắt bỏ tù, bôi lọ lãnh đạo là bắt bỏ tù. Cái đó là sai quấy hoàn toàn luôn. Cái đó là TV nó có thể nói thẳng đó là những cái luật pháp mà khủng bố người dân. Luật pháp của xã hội chủ nghĩa này nó khủng bố người dân, nó làm cho người dân không phải là như đây không, mà từ trước tới giờ rồi nó có những cái luật quái đản lắm, nó khủng bố tinh thần người dân. Để bởi những cái luật 258 nè, rồi luật 88 nè, rồi luật 79 nè, chúng ta thấy đó, bởi vì đó Facebook đó đến nỗi mà người dân đó nhấn cái nút like họ còn sợ nữa. Chúng ta thấy vô lý không? Bây giờ mình biểu tượng, mình nói mình thích cái câu đó, mình thích cái suy nghĩ đó, mình nhấn cái nút like đi cũng sợ nữa, rồi mình nhấn cái nút mà subscribe đi cũng sợ nữa, mà mình đăng ký mình thích người đó cũng sợ nữa. Tất cả những cái gì làm như là nó không có luật mà thành văn, nhưng mà nó đã có cái sự mà phê phán trong đó. Tại vì báo chí nó đăng tải hàng ngày, TV thấy mà, là cái ông quan nào nọ đó nói tại sao mày nhấn cái nút like, mày nhấn nút like đó là tao phạt mày $1,500,000. Cái đó là luật, đó là nội sởm trên luật pháp. Mình thấy báo chí đăng gì trong nước đó mình nó mắc cười lắm. Ở hải ngoại mình sống đó, cuộc sống tự do rồi, thấy không? Mấy ông quan đó là làm bậy, đó là người dân có quyền phê phán, nó không có cái gì là tội hết đó, mà không có gì mà phạt hết. Rồi bắt người dân đó phải lấy những cái bài viết xuống, xóa những bài viết đi, nó kỳ lắm, thấy không? Mà ngày hôm nay đó, thế kỷ 21 rồi, mình tiến đến cái vấn đề văn minh rồi, mình đâu có thể nào mà mình dùng cái luật pháp đó để mình cai trị bằng dân dân bằng cách đó. Người dân người ta có quyền nói, mà tôi hỏi quý anh chị em đó, những nhà lãnh đạo bây giờ đó có sám hối chưa, có xin lỗi dân chưa, xin lỗi dân mà 2 triệu người vượt biên vượt biển chưa? Nó kéo dài từ thời Lê Dũng cho tới bây giờ đó, cũng là một cái đảng cộng sản thôi, một cái đảng cộng sản đang cầm quyền thôi. Cái đảng cộng sản đó có xin lỗi người dân do cái chết mà 500.000 người vượt biên vượt biển không? Rồi biết bao nhiêu người, người ta vượt biên là người ta phải mất nhà mất cửa, rồi người ta phải học tiếng nói tiếng Anh, rồi người ta phải làm lụng vất vả với hai bàn tay trắng. Quý anh chị nào cũng phải nghĩ được cái nỗi khổ của người Việt tị nạn như thế nào không? Họ mất cả gia đình, họ mất cả quê hương, họ mất luôn cả cái tiếng nói nữa. Nó ghê gớm như vậy, nó ghê gớm lắm quý anh chị ơi. Nó đau thương cho cả 2 triệu người như vậy. Cứ nói rằng là những người bám càng máy bay, bám càng máy bay để mà chạy, nhưng mà sự thật ra là
cái khổ nạn của hàng triệu người, chứ không phải là chỉ một hai người. Hàng triệu người là nó bởi những cái chính sách sai lầm như vậy, những cái chính sách mà giết dân như vậy, đuổi dân ra khỏi nước như vậy. Thì những cái điều đó đó, nó trải qua nhiều cái giai cấp lãnh đạo từ thế hệ này qua thế hệ khác 40 năm. 40 năm chúng ta thấy có hai thế hệ rồi. Một thế hệ chúng ta tính là 20 năm đi, 40 năm có hai cái thế hệ như vậy. Và chào cường hùng độ đến như vậy này. Thì cái thế hệ như vậy đó, thì ít ra đó, cái nhà nước hiện tại đó phải nhìn thấy, thấy cái lỗi của đảng mình. Tại vì cái đảng Cộng sản vẫn còn đó mà. Cái đảng Cộng sản phải cái đến này phải xin lỗi người dân chứ. 500 triệu người vượt biển mà đâu phải là cái lỗi của họ đâu. Đâu phải là ai lại không chỉ yêu thương đến đất nước của mình, mà tại sao họ vượt biên vượt biển? Quý anh chị nghĩ rất là dễ. Vượt biên vượt biển đang nói chuyện rồi là mất tiếng nói, mất quê hương như vậy, đâu có gì mà sung sướng đâu. Rồi ra rồi hải tặc, rồi gặp cướp biển, rồi nó đánh đập, rồi nó hãm hiếp, rồi không có nhà, không có cửa ở nữa, phải ở trong giống như những cái nhà tù vậy đấy. Đó, vượt biên qua Thái Lan thì nó cũng ở trong giống như cái nhà tù thôi. Rồi tụi lính Thái rồi nó đánh đập mỗi ngày nữa, chứ đâu phải là chuyện đùa đâu. Đó, nó khổ như vậy đó. Thành ra đó, qua cái bà mà Nguyễn Thị Xuân gì đó mà đại biểu quốc hội mà đề nghị lên trên trên quốc hội là phải phạt cái án tù cho những người nào mà bôi nhọ lãnh đạo đó, thì mình thấy cái điều này đó nó đi ngược với văn minh rồi, nó đi ngược văn minh rồi, nó văn minh nó xa lắc rồi, xa lơ rồi. Cái điều đó đó là mình phải, nếu là nhà cầm quyền mình phải khuyến khích người dân, mình phải khuyến khích người dân chỉ ra cái sai của nhà cầm quyền, vạch ra tất cả những điều mà sai trái của nhà cầm quyền, rồi mình cảm ơn người dân. Mình cảm ơn người dân thì mới đúng là mình đúng là một nhà cầm quyền đúng nghĩa, và người dân sẽ thương mình nữa. TV nói gì không biết có đến tay nhà cầm quyền không. Sự thật là như vậy. Khi mà mình thấy người ta đó chỉ trích mình thì mình phải cảm ơn, chứ đừng thấy người ta chỉ trích mình rồi mình nói người ta bôi nhọ vô mặt mình, người ta nhục mạ mình. Không phải như vậy. Nhà cầm quyền nó có quyền lực, nó có tiền bạc, nó được ân sủng của người dân. Người dân giống như là người chủ đất nước, người dân trả lương cho nhà cầm quyền, phải không? Thiệt đó. Người dân làm chủ đất nước mà, chứ không phải là nhà cầm quyền làm chủ đất nước đâu. Người cầm quyền đó chỉ là đầy tớ của người dân, phải thật sự như vậy. Ở bên nước Mỹ tôi thấy rõ như vậy đó. Những người cầm quyền là đầy tớ của người dân, phải người dân nói họ nghe thôi, không? Họ nghe xong rồi người dân chửi họ nghe rồi họ còn cảm ơn nữa, thì mới đúng là thực sự là đầy tớ của người dân. Chứ cái này nhà cầm quyền kiểu như mấy ông mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này là ngồi ở trên đầu người dân, ngồi ở trên đầu người dân. Người dân cho các ông ăn rồi các ông gọi là ngồi trên đầu người dân, rồi phóng quế ra người dân luôn. Người dân nuôi các ông mà các ông gọi là không biết thương người dân, mà các ông còn muốn bắt người dân bỏ trong tù nữa. Chào cha La Mỹ nha, chào Thông Nguyễn. Dạ, cái sự thật nó như vậy đó, đúng không? Nó làm cho người dân người là sợ hãi khủng khiếp lắm. Mà mình thấy nó quá là bình thường đi. Thành ra tôi nói thật quý anh chị em, muốn làm sao mà tránh những cái sự mà khủng bố của nhà cầm quyền đó, TV nói thật đó, dễ lắm, không có khó đâu. Với điều là các anh chị em đó, nếu mà nghe được những cái đoạn audio của TV 256 rồi đó, quyết tâm gọi là cứ nhấn like càng nhiều càng tốt, cứ nhấn gọi là subscribe càng nhiều ngày tốt,
Chúng ta nếu mà chúng ta có cỡ chừng 100.000 người như vậy thôi, 100.000 người không sợ, thì tự nhiên là kéo theo hàng mấy trăm người khác cũng không sợ luôn. Nhấn nút like, viết gọi là bình phẩm tự nhiên, comment tự nhiên, trở thành một con người thật sự, chứ đừng có trở thành mà con ngợm TV học theo cái tiếng nói của anh anh Quỳnh Vũ Quy đó, không? Nó phân biệt ra rất là rõ. Anh Quỳnh Vũ Quy anh hay chỗ đó đó, anh phân biệt ra là cái con người nó khác, nó hành xử khác, mà con ngợm nó hành xử khác. Cái con ngợm nó không có cái tính người, nó làm bậy hoặc là nó sợ hãi quá. Sợ hãi quá cũng có thể là gọi là ngợm nữa. Tại vì cái chuyện đó nó không có đáng đâu. Mình nhấn cái nút like một tí, mình viết một vài dòng comment cho người bạn một tí, hoặc là mình đưa cái tư tưởng của mình, mình có sao mình nói vậy ở trên đó, mà mình cứ sợ bị bắt, rồi sợ này sợ nọ. Mà trong khi đó mà hàng triệu người như vậy thì nó bắt ai được? Ai cũng like, ai cũng viết những cái comment đó, tội giả thì phải sợ. Nó đâu có đủ người mà để mà nó thấy viết rồi nó trở thành bình thường. Quý anh chị em nên nhớ đó, hiện tại đó chúng ta đang đấu tranh cho cái những việc mà nó không bình thường nó trở thành bình thường. Thành ra từ nay đừng có sợ nữa. Và chúng ta đã thấy cái chuyện mà không bình thường đó, nó từ từ nó xảy ra trở thành bình thường. Cho đến ngày hôm nay TV 256 thấy được điều đó. Chúng ta nhớ lại cái lịch sử, cái đấu tranh của chúng ta coi. Chúng ta có khi nào mà mới đầu chúng ta đấu tranh đó, chúng ta rất là sợ hãi. Chúng ta đi biểu tình đó, chúng ta chỉ là đàn bà con gái không, chỉ là người già cả không, mới đầu chưa phải là người đàn bà con gái nữa, mà chỉ là những bà già, ông cụ già đi biểu tình, nằm gai nếm mật ở mà Mai Xuân Thưởng đầu tiên. Rồi từ từ nó mới tiến đến có người phụ nữ, phải không? Có người phụ nữ, tới một cái giai đoạn nó tới có người nam giới. Mà người nam giới trong cái lĩnh vực là người già thôi, nó không có thanh niên, gần như vậy. Và từ từ chúng ta có những thanh niên biểu tình, chúng ta thanh niên thiếu nữ, bây giờ chúng ta có cả trẻ em biểu tình nữa. Rồi từ từ chúng ta vứt bỏ đi lá cờ đỏ sao vàng, chúng ta vứt bỏ đi hình Hồ Chí Minh nữa. Đó, chúng ta thấy không? Nó là cái sự mà tiến triển của đấu tranh đó, là nó do cái sự mà chúng ta đừng có quá sợ hãi. Nhiều người sợ hãi như vậy thì nó đàn áp rất là dễ, nhưng mà bây giờ nhiều người không sợ hãi thì lẽ dĩ nhiên là chúng ta phải thắng rồi. Đến nỗi mà hiện tại chúng ta còn có thể đưa lên cái lá cờ vàng nữa, một số người đưa lên cái lá cờ vàng và nó từ từ nó sẽ trở thành quen thuộc luôn, thì lúc đó chúng ta mới thành công được. Cũng như chúng ta đã có những cái khẩu hiệu đó đã công sáng. Chúng ta thử hỏi cách đây 10 năm chúng ta thấy có ai dám nói câu câu đó không? Bây giờ nói chuyện gọi là đã đảo cộng sản nó bình thường á. Trong khi đó ở hải ngoại đó, thì chúng tôi được tự do, chúng tôi nói thẳng đã đảo cộng sản là tội ác, chúng tôi có quyền nói như vậy, cái đó quyền tự do ngôn luận mà. Thành ra đó từ đây trở đi đó, mình phải tập làm những cái việc bình thường như vậy. Mình thấy đúng theo cái suy nghĩ của mình, theo cái suy nghĩ con người của mình đó, thì mình hãy làm. Mình cứ làm, mình đừng có sợ. Mình sợ đó, nói thật đó, đất nước này nó già tay của Tàu, đất nước này nó nhiễm độc toàn bộ rồi mình cũng chết thôi. Mà mỗi con người thì chỉ có chết một lần thôi. Đừng có sợ phải chết. Những người Việt tị nạn cộng sản này họ đã từng không sợ. Sự thật là vậy. Họ biết họ ra biển họ có thể họ chết, nhưng mà họ nghĩ vẫn có thể sống được. Bốn người đi vượt biển thì có một người chết họ biết chứ, nhưng mà họ vẫn tiếp tục ra đi.
Thành ra ngày hôm nay đó, chúng ta muốn mà chúng ta đừng có bị khủng bố nữa đó, chúng ta đừng sợ, đừng có sợ gì hết đó. Viết comment cho nhiều vào, viết gọi là đánh like cho nhiều vào, cái nào không thích đó thì nói không thích thì cũng đánh không thích, chứ đừng có mà quá sợ hãi như vậy. Mà sự thật đó, TV nói có thể là không làm đâu, tại vì TV vẫn yêu mến những người mà chửi TV 256, chửi trong cái những cái phần một comment mà qua những bài nói chuyện của TV 256 họ chửi trong đó đó, tại vì TV hiểu về tâm lý nhiều lắm. Họ sự thật đó, có thể những người đó là họ không phải là cộng sản đâu, mà họ mang cái nỗi sợ đó. Thành ra trước tiên đó, muốn cho người cộng sản đừng có truy tìm họ đó, thì họ phải chửi người đấu tranh trước. Nó đơn giản vậy đó. TV có cái kiến thức để TV hiểu điều đó. Tại vì đó, nếu mà họ làm người đấu tranh đó, mà họ chửi thì họ chửi như vậy là giống như là có một cái lá bùa dán vô trong người họ là đây là phe cộng sản đây. Tôi chửi người đấu tranh là tôi là phe cộng sản đây. Là anh đừng có đụng đến tôi. Nhưng mà sự thật có thể đó là những người đấu tranh. Thành ra đó TV nói quý anh chị em cứ chửi thì cứ chửi, không sao hết đó. Đúng không? Trong cái vấn đề đấu tranh đó, nó khó phân biệt lắm. Nó khó phân biệt lắm. Có những người dân chủ cụi, có những người mà mình thấy chửi cộng sản, mình thấy chửi gọi là cờ ba hoa đủ thứ hết, nói những lời tục tiểu, mà biết đâu đó là những người đấu tranh. Nhưng mà TV thấy tốt hơn đó, bây giờ đừng có nên áp dụng cái chiến thuật đó nữa. Cái chiến thuật đó nó lỗi thời rồi, không còn phải sợ nữa. Mình cứ thẳng thắn mình sống theo cái bản tánh của người Việt Nam của mình sống sao thì mình làm gì, chứ mình đừng có mở ra mình mở miệng mình chửi để mình bảo vệ cho cái mình sợ mình bị cộng sản đánh, rồi cộng sản bắt bỏ tù, rồi thành ra phải chửi người quốc gia trước để cho cộng sản tin mình. Nó sai rồi, cái đường đó là xưa rồi, cái đường đó xưa rồi diễn đó. Người ta nói như vậy đó. Bây giờ không cần thiết nữa đâu. Có sự thật thì cứ nói, đúng không? Rồi nhiêu đây thì TV cũng nghĩ là đủ cho cái chương trình. Bây giờ bao nhiêu phút rồi? 37 phút là cũng đủ rồi. Quý anh chị em có thắc mắc điều nào không? Có thể là gọi điện thoại, gọi gọi là messenger cho TV 256 để chúng ta chia sẻ thêm nhiều vấn đề khác nữa. TV sẵn sàng là ở đây để mà thảo luận với quý anh chị em. Quý chị em chó có ý kiến gì thêm không? Đánh cho TV vài cái ý kiến gì thêm để mà trong cái cuộc nói chuyện này mình cần phải nói những cái điểm nào. Hoặc là cho TV biết rằng là quý anh chị em muốn TV nói chuyện về cái phần nào. TV cũng rất rằng là vui vẻ rồi là có thể bàn luận về cái với anh chị em. Nghĩ thiệt đó là cái đảng cộng sản đó là phải bị sụp đổ, không có cách nào đó. Tại vì nó quá làm nhiều điều sai trái rồi, nó quá làm nhiều điều mà hại nước hại dân, thành ra không thể nào mà sửa chữa được đâu, hiểu không? Không thể nào sửa chữa được hết đó. Người dân đã thấy sự thật hết rồi, mà cả thế giới ngày tài người ta đã từ bỏ cộng sản rồi. Nhưng Quốc hội Âu Châu là 28 nước nói là cái chủ nghĩa cộng sản này là nó gọi là giết dân, đúng không? Thành ra đó nó ao lo là nó là không có chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. 28 quốc gia, còn Mỹ cũng hoàn toàn không chấp nhận cộng sản. Người ta đã đưa ra cái tượng đài gọi là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản là 100 triệu người,
thì tốt hơn. Các anh cầm quyền cộng sản đó, TV khuyên các anh đó, tốt hơn đó, từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, để mà giúp dân giúp nước. Và các anh đó vẫn cầm quyền hành, TV không có mua, không muốn các anh xuống quyền đó, các anh cầm vẫn cầm quyền, nhưng mà tuyên bố từ nay chúng tôi giải tán đảng cộng sản, nói một cái lời với dân như vậy. Tại vì chúng tôi biết đảng cộng sản là tội ác, thành ra chúng tôi giải tán đảng cộng sản và chúng tôi trở về với nhân dân. TV bảo đảm tất cả nhân dân sẽ tha thứ tội ác của các anh, và các anh trở thành một người anh hùng dân tộc nữa, giúp dân giúp nước. Chứ làm sao bây giờ? Cái tội ác nó rành rành như vậy, tất cả những người mà chủ nghĩa cộng sản mà còn là đảng viên của đảng cộng sản, TV có những bài viết, TV nói rằng là các anh đang mang tội phản quốc, mà phản quốc là cái tội nặng nhất, mà trong hiến pháp đó là phản quốc là tội tử hình, các anh không có tránh được đâu, các anh không có tránh được mà để người dân đó mà lật đổ các anh đó, người dân mà lật đổ các anh đó là sẽ có đổ máu. Mà TV 256 này không bao giờ muốn cái giọt máu nào xảy ra hết. TV đã nói rằng là khẳng định rằng là cái căn nhà Việt Nam này đó là tập hợp của những cái viên gạch Việt Nam. Mỗi người Việt Nam là một viên gạch để xây dựng nên tòa nhà Việt Nam, và TV không bao giờ muốn mất một viên gạch. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng, mà nếu Nguyễn Phú Trọng mà ký giải tán đảng cộng sản thì Nguyễn Phú Trọng vẫn là một viên gạch trong một cái ngôi nhà Việt Nam. TV không muốn mất một viên gạch nào hết, dù quá khứ anh là cộng sản, mấy chục năm là cộng sản đi nữa. Đối với TV 256 này mà sau khi mà giải tán cái đảng cộng sản này rồi á, thì tất cả là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, nạn nhân vì cái chính sách mà đầu độc, nó là nạn nhân. Sự thật là vậy. Một cái loa phường nó suốt ngày nó ra rã bên đầu, làm sao mà không phải là nạn nhân? Mới vừa gọi là 3-4 tuổi, 5-7 tuổi, cho tới 12 tuổi, cho tới đại học nó còn nhồi sọ tư tưởng Mác Lênin rồi tư tưởng Hồ Chí Minh nữa, rồi làm sao không phải là nạn nhân? Ai thoát được cái cảnh không phải là nạn nhân đâu. Thành ra đó, cá nhân TV 256 là chủ trương là tha thứ hết tất cả là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Bên cái clip của TV 256 YouTube đó, chúng ta thấy có cái hình mà một người anh áo vàng mà cầm búa không? Cái anh đó là Nguyễn Doãn Bình, anh đó là anh đòi lấy cái búa đó đập vào lăng Hồ Chí Minh. Nhưng mà TV hiểu được cái anh đó là một cái người có cái tư tưởng rất là thiện tâm. Ảnh không bao giờ, ảnh coi tất cả mọi người đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, và ảnh xách cây búa đó để ảnh đập cái lăng Hồ Chí Minh. Ngoài ra cái tâm ảnh rất là thiện. Cái tâm của TV 256 đây đó, nó còn có cái ác. Cái ác của TV 256 đó là nếu mà TV 256 gặp ngay cái thằng mà cầm quyền đó, ngay cái tên mà Nguyễn Phú Trọng đó, là TV 256 có thể tán ổng bạc tai để cho ổng tỉnh, đánh ổng bạc tai để cho ổng tỉnh. Cái tâm TV vẫn còn ác. Còn cái tâm của anh mà Nguyễn Doãn Bình đó, tuy là cầm cây búa để mà phá cái lăng Hồ, nhưng mà cái tâm ảnh nói là tất cả mọi người đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản này hết. Thành ra không phải ai phải bị tội sau khi mà chủ nghĩa cộng sản này nó sụp đổ. Không ai phải bị tội. Ngoài cái vấn đề có thể là tham nhũng một chút xíu nào đó thôi, thì khi mà tham nhũng thì mình trả lại tiền cho người dân thôi, để cho cái đất nước mình được thanh bình đi. Thí dụ đó, đó như những lời mà TV 256 muốn gửi đến cái giai cấp mà cầm quyền hiện tại đó: hãy tự do hóa đất nước, hãy dân chủ hóa đất nước,
mà ký gọi là giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các anh vẫn tiếp tục cầm quyền, đất nước không có bị xáo trộn. Quý anh chị em thấy rõ như vậy không? Đất nước không bị xáo trộn. Thành ra khi mà những người đó, những người đó xứng đáng để mà cầm quyền, dù là họ là cộng sản, trước trước kia đó là họ là cộng sản, mà họ biết được mình đó không có phải sống như con ngỗng nữa, biết được mình là sống thành con người, thì những người đó rất đáng được, rất đáng được gọi là anh hùng dân tộc, để mà cứu cái đất nước này, để mà tránh những cái hiểm họa mà khi mà người dân nổi nóng quá, người dân nổi nóng quá thì lẽ dĩ nhiên là sẽ có máu đổ đầu rơi rơi rồi, làm sao mà tránh khỏi được, phải không? Đó, TV có cái ý kiến thô thiển như vậy đối với những nhà cầm quyền đó, thấy người ta chỉ trích mình đó là phải cảm ơn, phải không? Mà phải mừng, phải mừng đó, đất nước mình phải hiểu được có những người người ta sử dụng được cái quyền tự do ngôn luận ở trong hiến pháp, người càng nhiều người người ta hiểu biết cái hành xử cái quyền tự do ngôn luận trong hiến pháp đó, là mình biết đất nước mình sẽ tiến bộ đó. Mình thấy cô Lisa Phạm không? Cô Lisa Phạm đó, cô hành xử cái quyền gọi là tự do ngôn luận ở nước Mỹ, đâu có bị gì đó, hoàn toàn không có bị trở ngại gì hết. Cô có quyền chửi những cái lãnh đạo đó, cô có quyền kêu đốt, kêu phá sạch luôn, có đó là cái quyền của họ. Ai cũng lớn rồi, ai cũng lớn trên 18 tuổi rồi, người ta có cái quyền suy nghĩ theo cái ý nghĩ của người ta, chứ đừng có nói là Lisa Phạm xúi dục. Ở nước Mỹ là không có cái tội xúi dục, nước Mỹ không có tội xúi dục. Anh trên 18 tuổi là anh chịu trách nhiệm những cái hành vi của anh, chứ không phải nói tới hồi bị bắt rồi nói ô tại sự Lisa Phạm có xúi tôi làm vậy. Nhưng mà Lisa Phạm có cái quyền đó, quyền tự do ngôn luận như vậy, tại vì đó cô phải cần có những cái điều như vậy đối với những cái tên khủng bố toàn dân, gọi là suốt 42 năm nay rồi, nó tàn ác với toàn dân suốt 42 năm nay rồi, chịu không nổi, thành ra cổ phải lên tiếng thôi, cực chẳng đã chứ ai mà làm cái chuyện đó. Mình khổ lắm rồi, mình chịu không nổi, mình thấy cái tội ác ở trong trong nước quá nhiều đi, do Đảng Cộng sản gây ra, mình chịu không nổi rồi mình phải lên tiếng thôi. Trường hợp đó rất là bình thường thôi. Rồi quý anh chị em nào mà đang nghe đó, đánh thêm một vài cái đề tài nữa đi để một khi rồi TV256 nói nữa. Bữa nay rảnh nói nhiều lắm, lâu lâu mới được rảnh thôi, rồi chút xíu nữa rồi TV nhớ kiếm một cái đề tài nào rồi lên nói chuyện với quý anh chị em nữa, đúng không? Nói liên miên thôi, mình biết đâu là mình nói đó thôi, chứ mình nói là cả một tấm lòng với quê hương thôi. Mấy chục năm nay mình cũng vậy rồi, nhưng mà rất là có dịp mai mình mới được livestream như vậy, thì mình phải sử dụng cái quyền livestream của mình. Chứ mình hồi xưa thì TV viết bài nhiều lắm, nhưng mà viết bài bây giờ thấy nó không áp phê nữa, mà mình thấy mình nói thì người ta nó mới áp phê, mới thay đổi được, rồi nó còn lưu trữ lại nữa, nó lưu trữ lại cái giọng nói của mình nữa, rồi nó có thể truyền bá cho cả một số đông nữa. Tuy là quý anh chị em đến đây thì chỉ có mười mấy hai chục người đại khái như vậy thôi, nhưng mà nó vẫn là rất là lợi hại, nó rất là lợi hại là mình phổ biến cái video này về trong nước, đồng bào thế nào từ từ nó cũng nghe được hết. Thành ra nó có những cái việc mà TV256 có thể là lặp đi lặp lại một số vấn đề, thì quý anh chị em thông cảm,
thông cảm cho TV 256 nè, đúng không? Tại vì đó nó phải đưa cái những sự mà suy nghĩ mà mình thấy đúng, thì mình muốn loan tỏa cái sự đúng đến nhiều người nhận, thì mình mới thay đổi được cái cục diện đấu tranh được. Mình biết đúng mà mình không làm thì mình quên đi cái trách nhiệm công dân của mình. Mỗi người công dân Việt Nam, mình còn nghĩ là mình là người Việt Nam, mình còn cái dòng máu Việt Nam, thì chúng ta thấy có điều kiện thì phải livestream. TV cũng không đòi hỏi nhiều, nó tùy theo cái khả năng của mỗi người, nhưng mà mình làm được á thì mình cứ tiếp tục làm, mình đừng có sợ. Mình thấy người ta làm mình bắt chước theo, mình bắt chước theo mình làm, thì lẽ dĩ nhiên thì những cái đầu tiên thì nó dở rồi, giống như TV 256 cũng đâu có biết nói khỉ gì đâu, những đầu tiên nói ba tú ba láp gì đó, rồi bây giờ bắt đầu cũng hơi gọi là đỡ đỡ một tí xíu thôi, chứ cũng không phải giống như anh Quỳnh Quốc Huy, hiểu không? Anh Trương Quốc Huy cũng hay nữa, giống như Lisa Phạm, hoặc là nhất là cái cô mà bên Na Uy đó, cô Thùy Dương đó, cô đó nói rất là hay, nói rất là nó đi sâu vào lòng người, hiểu không? Rất là đi sâu vào lòng người. TV nói ba tú ba láp gì thôi, nhưng mà mình thấy nhận thấy cái trách nhiệm của mình thì mình phải nói thôi, và mình có thì giờ là mình tiếp tục mình nói hoài thôi. Thành đó quý chị anh thấy nghe mà trùng lắp thì thông cảm nha. Rồi 51 phút rồi à. TV xin tạm biệt quý anh chị em nha, có thể là chút xíu nữa là sẽ trở lại ha. Rồi TV kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Kính chào quý anh chị em.